từ đêm hôm trước mình bắt xe giường nằm từ bến xe miền Tây về Trần Đề. Đây là một cái trạm nghỉ, từ đây họ sẽ có xe trung chuyển miễn phí ra ngoài bến tàu vào buổi sáng. Bởi vì tụi mình tới Trần Đề lúc đó còn rất là sớm, mới 4-5 giờ sáng thôi, thì họ cung cấp cho chúng mình một cái chỗ nghỉ miễn phí luôn, để đợi tới giờ tàu thì họ sẽ đưa mình ra ngoài bến tàu. Ở dưới này có hai bến tàu là bến tàu đỏ và bến tàu trắng, thì mình sẽ hỏi nhà xe, họ sẽ đưa ra mình đến đúng cái bến để không bị nhầm. Do đi xe giường nằm ngủ không có tốt cho nên là lên tàu mình ngủ một giấc cho tới khi tới Côn Đảo luôn, không có lên bon, không có ngắm cảnh gì hết. Nhưng mà chính vì như vậy nên khi vừa xuống là mình wow luôn, bởi vì cảnh ở đây như là tranh vẽ luôn, đẹp cực kỳ. Mà nắng nha, nắng nóng kinh khủng luôn, là do cái thời tiết đợt tháng 4 nó như vậy thôi. Sau khi xuống thì tụi mình sẽ đi bộ một chút xíu vô trong bến cảng, nó sẽ có rất là nhiều loại xe chờ sẵn cho tụi mình. Thường là mọi người sẽ đi xe điện ghép 50.000 một người. Xe ở đây giống như không phải hợp tác xã hay là hợp tác gì hết, cứ xe nào trống họ mời thì mình lên, đủ người thì họ sẽ chạy. 50.000 một người xe ghép, đến lượt về cũng như thế, cho nên mình có thể lấy số qua các anh này luôn, hoặc là mình xin số ở cái chỗ mà mình nghỉ. Ở bên tàu có cho thuê xe máy 150.000 một ngày, nếu thuê xe ở đó thì ngày về mình trả xe ở đó luôn, cũng rất là tiện. Chiếc nhà nghỉ mà mình thuê này cũng khá là xinh xắn, 3 đêm là 1.700.000. Ở đây cũng có cho thuê xe máy, cũng giá 150.000 một ngày luôn. Các dịch vụ tour ở đây nó còn khá là hạn chế, cho nên là họ cho mình thông tin để mình hỏi, nhưng mà hỏi trả lời rất là chậm, cho nên mình không có mua tour ngày nào hết. Các dịch vụ ăn uống, xe cộ đi lại thì đều có thể hỏi mấy chị nhà nghỉ. Cái đảo này nó khá là nhỏ cho nên là mọi thứ nó đều khá là tiện, và mọi người đều có cái contact với nhau hết. Mình tới nơi vào lúc đầu giờ chiều, để tránh cái nắng nóng thì mình chỉ ở trong phòng chiêu chiêu thôi. Buổi chiều mình đi bộ ra ngoài bờ biển. Nó chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ từ chỗ mình ra tới bờ biển, chỗ cầu cảng 914, cầu cảng mới. Con đường đi ra này nhìn thích lắm, cây cổ thụ cao thì là cao, bóng mát. Rồi mình có nhìn thấy nhà của đảo, gọi là gì, trưởng đảo à. Và một cái căn nhà hoa giấy rất là đẹp, đi qua thì mới biết đây là cái nơi tưởng niệm của chị Võ Thị Sáu. Các ngôi nhà trên con đường này nhìn dáng dấp rất là cổ kính, rất là đẹp, kiến trúc nhìn rất là xưa, mà có cảm giác ở trong nhà này sẽ rất là mát. Đây là cái ngôi nhà tưởng niệm của cô Sáu này. Đối diện bên kia là dinh của chúa đảo. Cái dinh chúa đảo đó mình thấy rất nhiều bạn trẻ vào trong đó chụp hình sống ảo các thứ, nhưng mà mình cũng không có nhu cầu nên không có vào. Đây là bia tưởng niệm ở đầu cầu tàu 914. Cầu tàu này đặt tên 914 là bởi vì đã có 914 người ngã xuống để xây dựng cầu tàu này. Bây giờ ở thời bình thì đây là điểm tham quan du lịch rất là đẹp. Mọi người có thể tới đây tắm biển, ngắm hoàng hôn, nhưng mà cũng không quên một cái giai đoạn lịch sử rất là hào hùng của dân tộc. Buổi chiều có rất nhiều người ra đây ngắm cảnh, câu cá, tắm biển, và phía này là hoàng hôn xuống cũng rất là đẹp. Mình có thể ngồi đây chiêu chiêu chơi suốt cả một buổi chiều cũng không chán. Ngắm cảnh không thôi cũng thấy rất là đẹp rồi. Đi xuống bên dưới này một chút xíu, nó là cái cầu cảng mới xây, nhưng mà hình như là chưa có đưa vào sử dụng, bởi vì mình thấy nó còn khóa và còn trống, không có ai cả, nhưng mà nhìn khá là đẹp. Biển ở Côn Đảo mình thấy hầu hết các bãi biển nó chỉ thoai thoải, hơi dốc một chút xíu thôi và nó không có sâu. Đi ra rất là xa rồi nhưng nó cũng chỉ tới khoảng trên đầu gối của mình một chút xíu thôi. Mà cái cát nó cũng rất là mịn và nó không bị lún nữa, cho nên mình thấy hầu như là cái bãi nào cũng tắm được hết.
Chơi chán rồi thì mình đi lên dạo dạo con đường dọc theo bờ biển. Đây là con đường đẹp nhất ở Côn Đảo. Quay lại trung tâm thì đây là cái công viên ở ngay trung tâm đảo. Xung quanh công viên này có thể tìm thấy tất cả các món ăn đặc sản ở đây. Hầu hết nó là hải sản, cơm niêu, ốc. Mình thì mình đi ăn chè Thái rồi trái cây dầm. Ở Côn Đảo du lịch tâm linh rất là phát triển, cho nên đi đâu mình cũng sẽ thấy một cái bộ ba luôn luôn đi kèm với nhau, đó là nhà hàng hải sản, bán đồ cúng, đồ lễ và kem dừa Côn Đảo. Sau ngày đầu tiên khởi động nhẹ nhàng thì tới ngày thứ hai mình thuê xe máy đi tham quan Côn Đảo. Đầu tiên là phải đi ăn đã. Quán Kiều Trinh này giống như là rất là phổ biến ở Côn Đảo mà ai tới cũng ăn, tại vì nó là cơm bình dân mà nó cũng dễ ăn. Giá ở đây thì cứ 45.000 một phần cơm, một món thì 45, hai món thì 60. Ngày nào mình cũng bắt đầu bằng việc là ăn ở đây, gọi một ly nước mía, vừa uống ở đó vừa mang theo uống cả ngày luôn. Điểm dừng chân đầu tiên của mình là nghĩa trang Hàng Dương. Ai tới Côn Đảo thì cũng sẽ ghé ở đây thôi. Đây là bãi giữ xe không có tính phí. Mặc dù không có nhu cầu gì về tâm linh hay là cúng lễ gì, nhưng mình cũng muốn tới đây để thăm mộ cô Sáu, một nhân vật lịch sử mà mình đã biết từ khi còn rất là nhỏ, và cũng là để thăm những người anh hùng liệt sĩ khác. Sau khi thăm nghĩa trang Hằng Dương thì mình định là đi thăm nhà tù Côn Đảo ở ngay bên ngoài đầu đường. Nhưng mà đi lòng vòng bên ngoài mình không thấy cái chỗ nào bán vé mà cửa cũng không có mở để mà đón khách, nên mình cũng không hiểu lắm. Vậy nên là mình đi thẳng dọc theo con đường bờ biển hướng về phía sân bay để mình đi tham quan cái phía đó trước. Trên con đường đi thì cái chỗ nào đẹp là mình dừng lại mình ngắm, chỗ nào không có cái gì hết thì mình lại đi. Nhưng mà thực tế là bản thân cái con đường nó đã đẹp rồi, hai bên cây cối mát, rồi cái quang cảnh một bên là núi, một bên là biển, một bãi đá, nhìn nó rất là chill, nó rất là vô mốt. Đi như vậy tự nhiên trong đầu mình nó cứ nhảy lên cái bài mà My Stupid Heart ấy. Trời ơi, rất là thích nha. Tới chiều về mình hỏi chị chủ nhà nghỉ thì mới biết là để đi thăm được cái nhà tù Côn Đảo thì mình phải đi ra cái chỗ bán vé ở ngay chỗ cầu tàu ấy. Sau đó người ta sẽ có hai cái điểm nhà tù Côn Đảo riêng biệt, mình muốn thăm chỗ nào thì mình nói người ta. Giá vé là 10.000 một vé, nhưng mà mình thấy nó phức tạp quá. Mà thực tế thì nhà tù ở bên Phú Quốc hay là nhà tù ở trong chỗ nhà tù chiến tích chiến tranh, bảo tàng chiến tích chiến tranh ở Sài Gòn, mình cũng đã đi rồi, và thực tế là mình cảm thấy không có thoải mái với những cái điểm như nhà tù như thế, cho nên mình bỏ qua cái điểm đó mà mình chỉ đi chill chill. Con đường này mặc dù là đi dọc theo đường biển, ven biển, nhưng mà không có gió lớn, đi rất là dễ dàng, không có vấn đề gì hết. Mặc dù là hai bên không có nhà cửa, không có gì cả, nhưng mà mình vẫn cảm thấy nó rất là an toàn. Trên đường đi cứ có chỗ nào mà mình cảm thấy đẹp là mình dừng lại mình ngắm thôi, chứ thực ra mình cũng không biết là mình đang ở đâu hết. Cứ đi hết một con đường vòng về, vậy là cũng hết được nửa cái đảo rồi. Đi tới gần sân bay thì mình ghé vào bãi đầm trầu để săn máy bay đáp. Nhưng mà chưa cần săn gì hết, vừa tối là một cái máy bay nó đáp ngay trước mặt mình rồi. Đây là lần đầu tiên có một cái trải nghiệm được nhìn máy bay đáp gần đến như thế, cho nên mình đã ngồi đây xem thêm 2-3 chuyến nữa. Cũng không cần phải dò radar hay là xem thông tin chuyến bay gì đâu, cứ ngồi đó một chút xíu nghe tiếng rù 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 trên trời là nhìn lên sẽ thấy cái máy bay nó từ từ nó xuất hiện và nó đáp ngay trước mặt mình luôn. Ngoài chuyện ngắm máy bay đáp thì cái bãi biển này cũng rất là đẹp nha. Không phải là biển xanh cát trắng nắng vàng mà là biển xanh cát vàng nắng vàng, nhưng mà cũng rất là đẹp. Bờ biển nó cũng thoai thoải không sâu. Có điều là các dịch vụ ở đây nó chưa phát triển cho nên nó cũng giống như là nó tự phát thôi, nhưng mà đẹp lắm. Sau đó thì mình quay lại trung tâm thôi. Đường đi nó đẹp một kiểu thì cái đường về nó lại đẹp một kiểu khác nữa, mặc dù nó đều là cùng một con đường đó.
Về tới trung tâm mình lại ghé vào cái quán chè Thái đó để mình ăn tiếp. Mình rất là ưng cái quán này nha, mà giá cũng không có mắc. Chè Thái rồi trái cây dầm là 35, dừa, kem dừa Côn Đảo đặc sản là 40.000, không có mắc. Sau khi về chỗ nghỉ ngơi tầm mấy tiếng thì mình đợi tới chiều mát, tầm 4 giờ mấy 5 giờ đi ra ngoài bãi biển chỗ cầu tàu 914 đó, tắm biển, vừa tắm biển vừa ngắm hoàng hôn xuống, vừa nhìn người qua lại, không làm gì cả, cứ ngồi chiêu chiêu như thế thôi. Nhưng mà cũng mấy tiếng đồng hồ, tới tầm 7-8 giờ tối mình mới quay lại khách sạn. Chỗ mình nghỉ nó có một cái góc nho nhỏ như thế này, cũng hay, mình ngồi đây ngắm cảnh, ngắm người qua lại. Đó, đối diện này cũng là một cái quán bán đồ lễ nữa nè. Ở Côn Đảo chỗ nào cũng thấy chỗ bán đồ lễ, đồ cúng hết. Ngày thứ ba như thường lệ mình bắt đầu ngày mới rất là trễ. Sau khi ăn xong thì mình lại lấy xe máy chạy ra ngoài đây. Đây là miếu An Sơn. Đây là một điểm tham quan tâm linh, mình nghĩ là như vậy. Bởi vì vãn cảnh thì cũng không có gì đặc biệt cả. Đây là một cái miếu rất là nhỏ thôi. Bên cạnh đó là chùa Núi Một, Vân Sơn Tự. Chỉ cách khoảng hơn 100m gì đó thôi, nhưng mà mình đi nhầm, thành ra mình phải đi quãng đường mười mấy cây để quay trở lại đây. Đi lên trên này phải leo bậc thang, không nắng nóng mệt mỏi lắm đâu, nhưng mà rất là đáng cái công để leo lên. Địa điểm của chùa rất là đẹp, kiểu như là lưng tựa núi, mặt nhìn xuống hồ, xuống biển. Nó làm cho mình nghĩ tới ngay một cái chùa ở Đà Nẵng. Nhưng mà ngôi chùa này thì nó dáng vẻ của nó cổ kính hơn. Mà cổ kính thiệt, tại vì cái mái ngói nhìn giống như là nó đã bị hư hỏng rất là nhiều rồi mà chưa được trùng tu. Khi mà lên đây mình có cảm giác rất là nhẹ nhàng, cảm giác nó rất là an yên, dễ chịu. Cho nên mình đã ngồi lì ở đây mấy tiếng đồng hồ luôn. Bởi vì chùa khá là gần nhà nghỉ của mình cho nên mình đã quay lại nhà nghỉ nghỉ trưa. Tới chiều mát thì mình sẽ đi về hướng ngược lại với ngày hôm qua để thăm Bãi Nhác, rồi qua bên cảng Bến Đầm ngắm hoàng hôn. Lúc qua Bãi Nhác thì nhiều mây quá cho nên mình chạy thẳng ra ngoài Bến Đầm luôn. Ra tới đây mây tan rồi, hoàng hôn đẹp cực kỳ luôn, đẹp ngây ngất luôn. Vì lo sợ đường về xa mà không có đèn đường hay tối rồi đó, tại vì thực ra đường đi rất là vắng, hai bên nó chỉ có vách núi và bờ biển thôi, cho nên mình đã lo mình chạy về sớm. Nhưng mà trên đường về mình lại thấy có một cái cầu cảng của người dân địa phương, người ta đang đi vô để người ta đón thuyền về rất là đông, cho nên mình cũng tò mò mình chạy theo ra. Thì trời ơi, ở đây ngắm hoàng hôn còn đẹp hơn nữa, tại vì nó có rất là nhiều thuyền bè tụ tập về đây á, cho nên nhìn cái cảnh sắc nó sinh động hơn mà nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều, nhìn không khác gì tranh vẽ luôn ấy. Ôi, mình thấy mọi người chạy xe máy giỏi ghê á, nó là cát rất là trơn mà cái đường bờ kè nó bé tít tẹo 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 hơn, mọi người chạy rất là nhanh giỏi ghê luôn. Cảnh ở đây đẹp quá cho nên là không thoát ra được, cứ ngồi đây ngồi hoài, ngồi mãi, ngồi tới khi nào nắng tắt thì thôi mới chịu chạy về. Nhưng mà trên đường về khi mà đi ngang qua Bãi Nhác á, lúc đó mây nó tan hết rồi thì mới thấy là mình mới hiểu được tại sao mọi người lại ra Bãi Nhác để ngắm hoàng hôn nhiều như vậy. Tại vì nó mặc dù lúc mình tới đó là ông mặt trời đã gần như là lặn xuống luôn rồi nhưng nó vẫn còn rất là đẹp. Hôm đó về mình đi ăn bánh xèo miền Trung 45.000. Lúc đó mới nhận ra là ở đây có rất là nhiều người gốc miền Trung. Ngày cuối cùng mình chỉ có trả phòng ăn trưa rồi đi quay trở lại Sài Gòn. Trên đường về có một chút xíu bị kẹt xe ở Trung Lương cho nên là tới tận sáng ngày hôm sau mình mới về tới Sài Gòn. Chuyến đi này của mình nó nhẹ nhàng, dễ chịu như thế thôi, không có gì đặc sắc cả. Nhưng mà rất là đáng cho 4 ngày 3 đêm ở đây. Hy vọng là sẽ sớm có dịp quay trở lại. Bye bye!